Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và câu lạc bộ Lazio. Đây là trận đấu lượt về ở vòng 1/8 đấu trường UEFA Champions League của hai đội, và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Bayern Munich sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Lazio với mức kèo là 1,75. Mức kèo cũng có thể tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này, các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì Bayern Munich và Lazio mới chỉ có 3 lần gặp nhau. 3 lần gặp nhau đó thì Bayern Munich thắng 2 và thua 1 trước Lazio. 5 trận thi đấu gần nhất của Bayern Munich thì Bayern Munich thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Lazio thì Lazio thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Lazio. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn, đó là Lazio được chấp 2 trái nhé. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại Bayern Munich thì Lazio một lần nữa bị đánh giá cửa dưới và còn phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là Lazio họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn là mấy so với Bayern Munich đâu. Thứ hai nữa thì do cái mức kèo chấp nó cũng hơi cao. Nếu như các bạn chọn Lazio được chấp 2 trái mà trận này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là Lazio có để thất bại trước Bayern Munich với cách biệt là 1 bàn, thậm chí là 2 bàn, thì chúng ta chọn Lazio, chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian gần đây thì Bayern Munich họ đang có phong độ cực kỳ bết bát, thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho Lazio có lần tiếp theo đá bại được Bayern Munich thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Lazio, lựa mức kèo phụ được chấp 2 trái, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì cái lần gặp nhau gần nhất của hai đội ở trận lượt đi thì cũng chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng được ghi mà thôi. Ở trận lượt về này thì cơ hội đi tiếp cũng vẫn còn chia đều cho hai đội, cho nên là mình nghĩ là hai đội cũng sẽ tiếp tục thận trọng. Với lại cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian gần đây nó cũng chưa mấy thực sự tốt cho lắm. Mình dự đoán cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu ít bàn thắng, dự đoán hai đội hòa nhau 1-1 hoặc 1-0, nghiêng về cho Bayern Munich trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,5 nhé. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ nó đang ổn định hơn so với đội chủ nhà thì có thể là Lazio họ cũng sẽ không thua trước Bayern Munich đâu. Thậm chí là biết đâu hiệp 1 Lazio mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Lazio được chấp nhé và đá xỉu 1,5. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Lazio và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn xỉu hiệp 1 và cả trận này. Xin chào.